Chào các bác, sẽ là một cái clip rất là nhanh, 2 phút 50 giây để so sánh giữa Q80A, cập nhật giá thành của Q80A và 55LS03 TV không tranh. Hai mẫu cùng có kích cỡ 55 inch, độ phân giải 4K và nó có những cái đặc điểm, những cái vượt trội như thế nào. Thì trong clip 2 phút 50 giây này em sẽ giúp mọi người xem và phân biệt. Mọi người nhớ nhấn đăng ký để theo dõi. Cảm ơn mọi người. Chào các bác, sẽ là một clip rất là nhanh, trong vòng chỉ 2 phút thôi em so sánh và cập nhật giá thành của 55Q80A và 55LS03. Một chiếc TV không tranh và một con TV LED lên có giá giảm rất là sâu tại Ecomart. 55LS03 giá trừ hết quà, con này đang về chỉ còn 22.800.000 thôi, 228. Và cái mẫu 55Q80A trừ hết quà thì con này đang bán về còn 22.130.000. 22130 thì các bác sẽ lấy cái thằng nào? Đầu tiên thì về cấu hình đã, em chưa nói đến cái tính năng ở bên ngoài. Cấu hình thì con 55LS03 thì nó tương xứng với cả Q70A. Tức là đây là TV QLED này, có tần số quét cao, có chip xử lý quan tâm HDR. Màn hình QLED này thì sẽ cho cái độ tương phản, cái độ sâu của các cái khung video, khung hình video màu đen ấy ạ, thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả TV không có cái công nghệ QLED. Thứ hai là trên con này cũng đã sử dụng cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời rồi. Nhưng về cấu hình thì trên 55LS03 thì nó sẽ chưa được như con Q80A. Q80A là công nghệ LED lên, có tần số quét 120Hz, thiết kế tràn viền ba cạnh và độ sâu của màu đen với cái khả năng, cái tính năng Direct Full Array, kiểm soát đèn lần cục bộ, thì hình ảnh khung hình màu tối trên Q80A xem sẽ đẹp hơn so với cả 55LS03. Đấy. Vậy thì ở bên phía ngoài thì sao? Thì thằng này nó là TV không tranh. Khác biệt với cả Q80A là khi các bác mua thì con này các bác được tặng kèm theo một cái khung vân gỗ như vậy. Đây, một cái khung vân gỗ. Các bác không thích thì các bác có thể bỏ ra. Nhưng bỏ ra thì con này không phải tràn viền, nó là viền nhựa plastic và khá là dày. Còn khi mà các bác lắp cái viền gỗ này vào thì nó thành cái khung tranh. Cái khung tranh này thì các bác có thể treo lên tường. Và vượt trội hơn Q80A đó chính là cái hộp One Collect. Cái hộp One Collect này nó sẽ có tác dụng là gì? Tất cả nguồn điện, tín hiệu âm thanh, tín hiệu hình ảnh sẽ cắm vào cái hộp này. Và từ cái hộp này lên TV qua một cái sợi cáp màu trắng thế thôi. Và khi mà các bác treo tường thì các bác có thể ẩn cái này ở bên trong hộp tường, bên dưới kệ hoặc bên trong ngăn tủ. Nên là cái công nghệ giấu dây này thì nó cho cái thẩm mỹ rất là cao, các bác sẽ không thấy là cái dây dợ nó cắm vào TV ở đâu cả. Ngoài ra thì TV không tranh nó sẽ giúp các bác là biến cái TV thành những tác phẩm nghệ thuật rất là đặc sắc và độc đáo. Còn trên Q80A thì không. Vậy thì các bác có thể là lựa chọn giữa hai cái mẫu này để xem là lựa chọn cái TV nào phù hợp với cái nhu cầu của gia đình nhà mình. Cảm ơn mọi người.